Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, ngày 8 tháng 12 2021. Kinh lạy mau, nước đã tuôn trào, nước đã tuôn trào. Thánh công Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Mau nước đã tuôn trào để rửa sạch tội lỗi chúng con. Mau nước đã tuôn trào luôn thương xót cứu độ chúng con. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, ngày 8 tháng 12 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 8 tháng 12, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, lễ trọng. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ suy niệm về lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trong chuyên mục Chuyện đạo chuyện đời ngày hôm nay, thứ tư 8 tháng 12. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là ngày bế mạc năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, bắt đầu từ 8 tháng 12 năm 2020 và hôm nay 8 tháng 12 2021 kết thúc. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để anh chị em lãnh nhận ơn toàn xá trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse. Anh chị em dâng những hy sinh, những việc bác ái, những kinh nguyện Kinh Thánh Giuse để lãnh ơn toàn xá và cầu nguyện cho các gia đình mỗi ngày thứ tư, nhất là những gia đình đang gặp khủng hoảng trong cơn đại dịch. Rất nhiều gia đình bây giờ thất nghiệp, không có công ăn việc làm, khủng hoảng về kinh tế, về tinh thần, về tâm linh, về đức tin. Xin Thánh Giuse bầu cử Chúa ban ơn lành xuống cho các gia đình, nhất là ơn bình an từ quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, và cũng là ngày thứ 11 trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề Ánh sao cho kẻ khó nghèo. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 25 đến câu 31. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán: các ngươi so sánh ta với ai để ta phải ngang hàng với nó? Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn, ai đã sáng tạo những vật đó, đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Hỡi Jacob, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi bảo? Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài. Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người khôn dò thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng lảo đảo, nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng thánh danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ kha quên mọi ân huệ của người. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đay huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, người không cư tội ta mà xét xử, không trả bao ta xưng với lỗi lầm. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Hallelujah, hallelujah. Kìa Chúa đến cứu độ dân người, phúc thay ai sẵn sàng nghênh đón Chúa. Hallelujah. Mấy anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Matthew 11 28 đến 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay mùng 8 tháng 12, thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, chúng ta kết thúc năm đặc biệt Kính Thánh Giuse. Anh chị em thấy Thánh Giuse có mệt không? Mệt chứ. Thánh Giuse có vất vả không? Có chứ. Anh lập gia đình chưa? Rồi. Sao rồi? Dạ thưa cha, đuối quá cha. Cái này Noel đến nơi, Tết đến nơi rồi mà chẳng có cái gì cả. Nhà con bây giờ thất nghiệp. Hôm giờ Covid 5-6 tháng chẳng có cái gì làm mà cứ ăn dần, giờ đuối quá cha. Sao? Còn chị sao? Giêsu Maria, Chúa tôi con còn chán lắm cha. Sao? Giêsu chồng con giờ dính Covid nằm chỗ. Rồi đứa con của con giờ nó cũng bị. Giờ con phải chăm cả chồng cả con. Mà không đi bán hàng, không đi bán rau thì không có gì ăn. Mà đi bán thì ai chăm chồng chăm con rồi. Thì đi bán rồi nhỡ lây sang người ta. Có anh gọi điện cho con, anh bảo mày không được đi bán. Tham đồng tiền rồi lây cho người ta. Tội nghiệp những người đi chợ, người ta không biết mày dính rồi người ta mua của mày rồi mày lây cho người ta. Rồi mày bảo bây giờ Covid thì nó chưa bị nặng. Mày chờ lúc mà nặng là mày biết. Lúc đó thì có tiền mà cũng vứt đi. Có cả cục vàng, cả khối vàng ấy. Biết bao nhiêu người chỉ cần một cái hơi thở thôi. Hơi thở nó quý còn hơn cả kim cương chứ đừng nói vàng. Vì không thở được là chết. Và lúc đó máy trợ thở, máy trợ thở mà không làm việc là chết. Cho nên chỉ cần hơi thở. Lúc đó mình mới thấy Chúa nói, Chúa rút hơi thở đi thì không còn gì. Từ khi Chúa nặn lên con người, Chúa thở hơi vào mới làm cho con người sống được. Mà bây giờ Chúa rút hơi thở, tiêu. Tiêu. Cho nên người ta tự tử thắt cổ đó, chỉ cần mấy biết là đến phút 2 phút không có hơi thở là chết thôi. Anh đói không? Dạ thưa cha, hai ngày này không có gì ăn. Chết chưa? Dạ chưa. Đúng không? Bé, con khát không? Dạ. Cháu khát sữa mấy ngày nay rồi mà nó chết chưa? Chưa. Nhưng mà tôi thấy có người gọi điện thoại, cha cầu nguyện cho mẹ con khẩn cấp. Vào chuyện gì mà khẩn cấp? Ồ, mẹ con bị dính Covid rồi. Giờ cha nói có ai họ vô chăm sóc được không? Tôi nói giờ này mà gọi ai vô chăm sóc? Mẹ chị dính Covid mà gọi ai chăm sóc bây giờ? Bảo con cũng đuối quá rồi, con chăm mẹ con cả 10 ngày nay rồi. Đuối quá. Vậy cha kiếm ai chăm sóc giùm được không? Bảo sao kiếm được? Bảo con thì cha họ tiền. Bảo chị nghĩ sao vậy? Người khỏe bình thường mà đi kiếm người chăm sóc người bệnh đã khó, dù là trả tiền cho họ. Còn đây dính Covid, chị trả cho họ bao nhiêu? Rồi đổi mạng sống của họ.
cho dù chị trả họ một ngày 500 ngàn thì chắc họ đã chịu. Vì dính Covid rồi thì 500 ngàn nghĩa lý gì? Nói bây giờ con thương mẹ con khóc bù lu bù loa. Được rồi, tôi cầu nguyện cho. Này bà, mẹ chị bao nhiêu? Dạ thưa cha, mẹ con 102 rồi. Ô, sống được tên 100 tuổi đã là hiếm vô cùng rồi. Giờ tới 102 rồi mà phó thác cho Chúa thôi. Chúa để cho sống thì tạ ơn Chúa, mà Chúa cất về cũng tạ ơn Chúa chứ. Giờ bà sống mà già lão yếu đau bệnh tật gánh nặng cho con cái thì bà cũng đâu có vui. Thì bà chỉ cần Chúa cất bà về. Thế Chúa, nhưng mà con thương mẹ con lắm. Mẹ con, chắc phải khấn cho mẹ con được khỏe. Và tôi khấn thì tôi khấn, tôi cầu thì tôi cầu, nhưng cầu theo ý Chúa chứ không phải theo ý chị. Nhưng mà con muốn mẹ con, con giúp mẹ con nữa. Thì chị muốn, nhưng mà Chúa không muốn thì sao? Ai cầu nguyện cũng bắt tôi phải cầu nguyện là theo ý của người đó. Xin khấn như ý. Tôi chẳng biết tôi khấn cho anh như ý được. Này, hôm nay anh xin khấn như ý vậy. Có đứa cha khấn cho con được lập gia đình, chứ con nó mình thế nó buồn. Lập gia đình, khấn như ý. Và như ý nha, vừa như ý, rồi như ý. Hai đứa ca đoàn trước cưới rất vui vẻ lắm. 2 năm sau có con rồi. Cha ai khấn cho con mà sao vậy? Khấn cho con như ý. Như ý gì? Dạ thưa cho chứ con muốn chia tay. Sao vậy? Chồng con bây giờ nó dở trứng dở nết ra rồi. Nó cá độ bóng đá rồi, nó phá sản rồi, nó về nó nã tiền không có, nó đánh đập. Và hồi đó như ý là lấy chồng, rồi bây giờ là muốn như ý là không lấy chồng là sao? Thế tôi mới cười, tôi bảo cái đứa đi chung với nó, sao con cũng muốn lấy chồng không? Bảo phải, con phải suy nghĩ lại. Bảo trước khi lấy chồng mày đi học võ đi, mà bảo vệ. Bảo khi cha con đã đen karate rồi. Bảo con đi học từ lớp 9 con đã học võ rồi, đã đen karate rồi. Vậy thì mày lấy chồng mày dương cái bảng ra. Bảo dương cái bảng ra không nào lấy mình. Thì lấy xong rồi về dương cái bảng, đưa cái đai đen karate để ở mặt bàn ấy. Cho nó sợ, không đánh, không đánh con nữa. Thì thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta bây giờ nặng nề quá phải không? Có thấy nặng nề không? Thưa cha mới mừng tưởng là cái con đen tai gì, con nó tự sinh tự hủy. Bây giờ cái con ma ranh, con ma nào nó lên được căng cái gì? Con gì? Ammonium gì đó đại khái như vậy đó. Thì nhiều tên cũng chẳng nhớ, nó nhớ làm gì cho nó mệt, nhớ thế này cứ bám lấy mình thôi, không nhớ tên nó nữa cha. Sợ đến mức độ mà không dám nhớ tên nó nữa. Vì nó nặng, mạnh gấp 500 lần. Thưa anh chị em, cuộc sống này nó quá nặng nề. Một năm kinh Thánh Giuse để chúng ta suy niệm về cuộc đời của Thánh Giuse, đầy những vất vả, đầy những nặng nề. Cho nên là anh chị em biết rằng là có Chúa, có Đức Mẹ, có Thánh Giuse đã sống đời sống gia đình. Cho nên những cái truân chuyên gian nan vất vả, những cái mà con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non ấy. Những cái mà đêm năm canh ngày sáu khắc, con than van, con cầu khấn Chúa đó, Đức Mẹ Thánh Giuse đã trải qua. Ngay lúc mà lập gia đình thì đã trải qua cái khó khăn rồi. Rồi sinh con đã là khó khăn, rồi lại đem con đi sang chốn Ai Cập, rồi đưa con về, rồi sống ẩn dật ở Nazareth. Rồi 12 tuổi lại đi lạc, rồi hỏi nó trả lời chết quốc, bố mẹ không biết, con phải lo việc của cha con sao. Con Thiên Chúa làm người khó hiểu quá, một cái mầu nhiệm suốt 6 kỳ ấy. Mình nhận Thiên Thần báo tin Đức Maria chịu thai bởi Chúa Thánh Thần, đó là con Thiên Chúa đứng đầy quyền năng, mà sao chả thấy gì vậy? Về cũng phải học ăn, học nói, học gói, học mở vậy. Cho nên người ta mới ngồi tưởng tượng ra những câu chuyện thời thơ ấu của Chúa Giêsu, kể cho nó vui thôi. Ông có biết Thánh Giuse làm nghề gì không? Thợ mộc phải không? Cưa bào đóng cái bàn này. Có lần người ta đặt đóng cái bàn này. Nó Thánh Giuse chắc cũng mệt quá, hay là bị Covid thì mắt nó cũng mờ run. Nhìn chỉ số nó lại 4 cái, lại một cái chân ấy cưa quá đi. Nó ra nó cập kênh. Lúc mà chủ hàng đặt hàng đến tới giờ rồi lấy,
đưa ra thử thì cái bàn trên thấp trên cao, chủ nó bắt đền. Giờ lấy đâu mà đền nghèo khổ vậy, được lấy công làm lời chứ còn lấy sao mà đền. Thánh Giuse thở vắn thở dài, Chúa Giêsu bảo cái gì đó bố ơi, khổ quá bố, nó mệt quá, mắt nhìn nó đo cái chân cao chân thấp, giờ nó bắt đền thì bố không biết sao đền. Nếu mà việc cưa đều đi hết thì các bạn nó thấp, giờ nối thì nó lại xấu, không chịu, giờ bắt phải bốn cái chân nó bằng nhau, bố không biết làm sao bây giờ. Bố đừng có lo, lo chứ sợ không lo, bố cứ nghỉ đi rồi con lo cho, lo được không mà thì bố cứ nghỉ đi rồi con tính cho. Thì biết sao được, ông ngồi hút thuốc lào khọt ngồi than vắn thở dài. Chúa Giêsu úm bà la cái là cầm cái chân ngắn kéo bằng, bố ơi xong rồi, bảo sao rồi con sửa xong rồi bố. Bố con cái bàn coi, ô bốn cái chân nó bằng nhau rồi. Thưa anh chị em, đấy là những cái huyền thoại thôi, những cái tưởng tượng thôi, ngụy thư thôi, không có thật. Chúa không có làm như thế. Chúa làm được không? Từ không ra có, Chúa còn làm được. Từ một cái cục đất Chúa thổi hơi và nó còn thành sự sống mà. Người mù được thấy, biết được nghe, làm được hết. Nhưng mà Chúa không có làm. Chúa chấp nhận sống cái giới hạn của con người trong không gian và thời gian. Giới hạn của con người trong thân xác. Khi còn trong thân xác thì chúng ta còn bị giới hạn. Vì phải học, rồi phải ăn, rồi phải hoạt động, phải đủ mọi thứ để cho con người mình nó được phát triển theo quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt định. Những quy luật tự nhiên là do Thiên Chúa đặt định thì Thiên Chúa cũng tuân theo quy luật đó như con người ta, chỉ trừ một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Ngài có quên không? Có quên chứ. Có ngủ không? Có ngủ gục chứ. Có ho không? Có chứ. Có dính Covid không? Nếu hồi đó có Covid chắc Ngài cũng để Ngài dính thôi, để Ngài biết cái Covid là như thế nào. Để biết cái lúc có những người mà khỏi Covid thì mới nói, bà chị ruột tôi bà kể. Giờ thì không sợ nữa rồi, sao vậy? Thì biết nó là như thế nào rồi không sợ nữa. Chị thoát chết ấy. Bệnh nền là tiểu đường mà bị nặng như vậy, gần 70 rồi. Mà cộng đoàn mấy người qua đời mà chị được Chúa cứu tới giờ sống, bảo việc không sợ Covid, nó biết nó là như thế nào rồi. Nhưng mà cái sự chết thì chúng ta không biết. Không ai có kinh nghiệm về sự chết. Mà đã chết rồi thì, này, anh chết chưa? Giờ thưa cha, chưa. Anh nào anh chết thì về báo tôi coi anh chết như nào nhá. Chết rồi thì thôi, chứ không cho về nữa. Thì thưa anh chị em, trong lúc mà mình bế tắc như thế này, thì tôi nhận được nhiều phản ánh của anh chị em. Nói là cảm ơn cha, phải nói là Chúa soi sáng để cha giúp chúng con có những ngày tĩnh tâm với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Mà chúng ta ngày hôm nay là ngày thứ 11 rồi. Ngày thứ 11 rồi. Hỏi ánh sao cho kẻ khó nghèo là sao? Ở đây ai bảo rằng mình không khó nghèo? Giơ tay. Ông vua có nghèo không? Bà hoàng hậu có khó nghèo không? Ai cũng là những kẻ khó nghèo trước mặt Thiên Chúa. Không phải là ánh sao cho kẻ khó nghèo chỉ là cho những người thấp cổ bé miệng, những người không cơm ăn áo mặc, những hạng bần có nông, những người cày không có ruộng, những người như chúng tôi đây là những người vô sản. Không phải. Không phải như vậy là mình coi thường những người nghèo, bảo đây là ánh sao là kiểu như bố thí cho những kẻ khó nghèo. Không phải. Nói như vậy là phạm tội kiêu ngạo. Vì mình cho rằng mình là người giàu có ư? Coi chừng Chúa lật đổ người giàu có, người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những kẻ thấp hèn. Đọc lại Kinh Magnificat đi. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Đức Maria nói. Đọc lại đó đi để thấy rằng là tất cả chúng ta đều là kẻ khó nghèo. Mà hơn thế nữa, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là tất cả chúng ta đều là tội nhân. Xin anh em cầu nguyện cho tôi. Đức Thánh Cha luôn luôn nói đi nói lại như vậy. Nói là kẻ khó nghèo còn đỡ, cho những kẻ tội lỗi ấy. Mình là những người không có cái gì hết, vào đời tay trắng, có phải khó nghèo không? Này,
anh sinh ra anh có cái gì không? Anh chết anh có mang theo được cái gì không? Mới đêm Chủ nhật tuần trước, 5 tháng 12, nhật thứ hai mùa vọng, tôi dậy đi chuẩn bị đi làm lễ thì nhận được cái tin nhắn: trời ơi, cầu cho bố con ông Giuse Đỗ Quốc Tròn đã qua đời đêm rồi. Tôi giật mình, ông này là ông trùm xưa ở giáo điểm Tin Mừng, ông khỏe lắm mà. Nói vậy, sao bố con qua đời? Bố con đang đêm, mẹ con nằm xong thì thấy bố con thở khò khò mấy cái, rên, mấy con cầm tay bố con, thấy lạnh, rồi dậy, lắc, thấy lạnh ngắt. Hoảng hốt gọi mọi người đến, rồi gọi y tế đến cấp cứu, đến nó bảo đi rồi. Ủa có bệnh gì không? Hỏi anh hàng xóm bảo, hồi tối thì con ngồi còn ngồi uống nước trà nói chuyện với nhau mà cũng bảo là nhớ cha Long quá, mọi năm về giáo điểm Tin Mừng nói em ở kia làm đủ thứ, sức ông phục vụ đó cả 3 năm trời với chúng tôi rất trung thành. Mà chú cất đi cái ào quá, chưa được hưởng thọ, hưởng dương thôi, 56 tuổi. Ê, thưa anh chị em, đó mình thấy rằng là có ai dám nói rằng là mình là giàu có không, mình khỏe mạnh không? Chú cất đi nhanh vô cùng, thưa anh chị em. Tôi giật mình, tôi suy nghĩ lại. Ồ, nhìn cái biến cố đó, một người anh em của mình ra đi mà mình không làm gì được. Đến làm lễ cũng chẳng làm lễ được, Covid này đi đâu được đây. Thưa anh chị em, mới thấy được cái mong manh của con người mình. Và mới thấy được là đúng, mình rất cần có Chúa. Rất cần có Chúa. Tôi ngồi, quyền lực, danh vọng, chức tước, tiền của, Chúa gọi. Không một giây phút nào để mà bảo là để chuẩn bị nữa. Đang ngủ mà. Mà không có bệnh nền, không có bị tay cao huyết áp hay gì đó. Không có bị gì. Khỏe. Phục vụ với chúng tôi suốt bao nhiêu năm trời. Kiên trì, gia đình khó nghèo nhưng mà rất trung thành với lòng thương xót Chúa. Đấy, thưa anh chị em, để mình thấy được rằng là lời Chúa ngày hôm nay, Đức Chúa phán thế này: các ngươi so sánh ta với ai để ta phải ngang hàng với nó? Dám so sánh Chúa với ai để Chúa ngang hàng với nó? Thần thánh nào, bụt thần nào, không có ai có thể sánh bằng Thiên Chúa được. Vậy mà bây giờ mình lại đặt tiền bạc, quyền lực, danh vọng ngang hàng với Chúa. Rồi người ta phủ nhận Thiên Chúa. Khoa học kỹ thuật tiến bộ ngang hàng với Thiên Chúa. Đấy, thử có ai ngang hàng được với Thiên Chúa. Gặp một anh cũng trí thức, giỏi về khoa học kỹ thuật, đến sửa cho cái máy vi tính. Anh nói: khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm cha, máy cha chừng sang năm là lại phải update, chứ không có là nó lỗi thời đấy. Bảo này tôi mới sắm máy còn tốt lắm mấy anh, mới đó. Bảo đó cho thấy nó trục trặc à. Bảo bảo đảm gì đâu, không có cái gì hết. Ngay cả cái người mà chế ra thuốc ngừa vaccine bảo là phải sang năm 2023 thì mới chống được cái con virus mới xuất hiện này. Bảo như vậy thì mình cứ đuổi theo nó, bảo chứ sao cha, mình cứ đuổi theo nó chứ có chặn được nó đâu. Nó chạy trước mình đuổi theo, ê, cho em theo với. Con người mình giới hạn là như vậy. Vậy mà cứ bảo rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể trị được nó, trị được không cha, con thấy không được. Vậy thì theo anh sao? Con thấy đúng như cha nói, chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa thôi. Không ai có thể đặt ngang hàng được với Thiên Chúa, dù có bác sĩ, dù có học hoặc kỹ thuật tiến bộ cỡ nào đi chăng nữa. Hãy đưa mắt nhìn lên cao. Ai đã sáng tạo những vật đó? Nhìn đi. Ai sáng tạo nên mặt trời, mặt trăng, vũ trụ này, biển khơi này, đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, người gọi
đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Chúa dựng nên toàn bộ tinh tú này. Mà khoa học kỹ thuật tiến bộ ngày hôm nay phát hiện được những cái gì? Được mặt trời, được cái gì nữa? Mà trong đó là mặt trời chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những tinh tú khác. Mà Thiên Chúa sáng tạo nên và Ngài gọi tên từng ngôi một và không sót một ai, không sót một ngôi nào. Thì Chúa cũng không để sót tên bất cứ một ai. Này, anh bạn, anh tên gì? Trung. Bạn kia, Phục. Bạn này, Tuấn. Chị này, chị Hồng Anh. Anh kia, anh Thắng. Kia, chị Loan. Rồi chị kia là chị gì? Dạ, con là Mai. Chị này chị gì? Chị Hương. Này chị Phương, vân vân. Tôi thì tôi không nhớ được hết, nhưng mà Chúa nhớ. Và Giê-xu cha nhớ nhỉ, và tôi nhớ được mớ thôi, nhớ đâu được hết. Mà Chúa nhớ hết. Bao nhiêu tỷ con người, Chúa dựng nên từng người một, chứ không phải là dựng nên một loạt như là robot. Không có đâu. Cho nên, hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói? Hỡi Sen, sao ngươi bảo đường tôi đi Đức Chúa không nhìn thấy? Quyền lợi của tôi Thiên Chúa chẳng đoái hoài. Ngươi chẳng biết, chẳng nghe gì sao? Có nhiều lúc chúng ta cũng trách Chúa như vậy, đúng không? Anh, nhiều lúc anh than, Chúa chẳng bênh vực quyền lợi của con. Đường con đi Chúa có biết gì đâu. Chắc Chúa cũng dựng nên con giống như là chung chung vậy thôi. Giống như là người ta chế ra cái máy sản xuất hàng loạt thôi. Ngày xưa làm cái bánh thì làm từng cái một. Còn bây giờ là dập khuôn, pụp, 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 pụp. Ngày xưa chúng tôi làm bánh trung thu là ngồi làm từng cái một. Hay là trắng bánh cuốn, trắng từng cái một. Còn bây giờ là cái những gập hơn hết, bụp, 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 bụp. Chúa không, vẫn từng đứa một, từng cái một. Đức Chúa Thiên Chúa vĩnh cửu là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Nghe. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn. Chúa Chúa dựng nên mình, Chúa có mệt không? Không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của người khôn dò thấu. Con người mới đặt lên chân lên mặt trăng mà đã tưởng là mình đã đến thiên đàng. Ngon chạy lên mặt trời đi, tan chảy ra. Có lên được mặt trời còn bao nhiêu thứ khác. Cho nên trí thông minh của người khôn dò thấu, người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi. Nghe cho rõ, nghe cho rõ. Những ai đang mệt mỏi, đang chán trường vì cuộc sống của mình. Đời tu cũng chán, mà không tu cũng chán, mà đời sống độc thân cũng chán. Thì nghe, người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng lảo đảo. Đó, thanh niên trai tráng tưởng mình ngon lắm, ngả nghiêng lảo đảo hết. Trước Covid, trước những cái khó khăn thử thách, tưởng ngon lắm. Nhưng những người cậy trong Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đi mãi không chùn chân, chạy hoài mà không mỏi mệt. Tôi thấy nếu không có quyền năng lòng thương xót Chúa nâng đỡ, giờ này, tuổi này, hoàn cảnh này, làm sao làm được như thế này nữa. Chắc chắn là nghỉ hưu, chắc chắn là nghỉ ngơi, chắc chắn là nghỉ để mà dưỡng sức. Tội tình gì mà vất vả. Mà càng làm thì càng thấy khỏe, càng đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì càng hay. Mà càng gặp khó khăn thử thách thì lại là cái động cơ thúc đẩy mình vượt qua, không ngại khó, không ngại khổ. Con đường lòng thương xót Chúa, chúng tôi đang cố gắng. Máy hết rồi, 30.000 máy từ đầu năm giờ hết. Bây giờ ráng làm 10.000 máy nữa để kết thúc Noel và Tết, chuẩn bị sang năm mới. Quà Tết bây giờ phải lo 10.000 cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót.
Vì sao thưa anh chị em? Những người nó mệt mỏi, nó rã rời, nó chán trường, nghe xong thêm sức mạnh, nghe xong được nâng đỡ, nghe xong được an ủi. Những người ngoại đạo, những người nhiễm Covid, nhờ đây, nhờ những bài giảng lòng Chúa thương xót, nhờ lời của Chúa, nhờ tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà họ được mạnh sức, họ được như lời Chúa hứa. Chúa không hứa là cất đi gánh nặng, không có, nhưng mà Chúa bảo ai vất vả gánh nặng thì hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nghỉ ngơi bồi dưỡng để làm gì? Để nghỉ luôn à? Ông nội vừa lười vừa vừa chứ vừa mới nghỉ ngơi bồi dưỡng và coi như nghỉ luôn. Nghỉ ngơi bồi dưỡng để làm gì? Tiếp tục lên đường. Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vẫn tiếp tục vác thanh giá lên đỉnh đồi Can Vê nha. Vậy thì nghỉ ngơi bồi dưỡng để lấy sức. Chúng ta vẫn thấy có những chạy hè nghỉ ngơi, rồi bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tay nghề, bồi dưỡng sáng tạo, sáng tác về đủ thứ. Đó là điều mà chúng tôi mơ ước. Có một ốc đảo lòng thương xót Chúa để người ta đến với lòng thương xót Chúa. Người ta nghỉ ngơi bồi dưỡng cả về thể xác lẫn tinh thần, nhất là tinh thần. Một nơi yên tĩnh, một nơi rộng mát thoáng mà bình dân. Có người đưa tôi cái mô hình những trung tâm, những tượng đài rất lớn, nhất Đông Nam Á, nhất Á Châu. Tôi cười, tôi nói nếu làm được như vậy thì quá tốt đi. Nhưng mà đó không phải là điều mà tôi mơ ước. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Mơ ước một ốc đảo lòng thương xót Chúa, nhỏ bé trong trái tim Chúa. Đất thì rộng nhưng không có những tòa nhà, không có những đền đài lộng lẫy uy nghi cao vút lên để nhất Á Châu hay nhất Đông Nam Á. Không có cái gì nhất hết. Trong lòng thương xót Chúa là nhất rồi. Rồi cho chơi khôn. Chứ sao, mình nghèo thì mình phải chơi khôn chứ. Chạy đâu, chạy ngay vào lòng thương xót Chúa là nhất rồi. Chứ còn chạy viền đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chạy vào lòng thương xót Chúa đi để nghỉ ngơi bồi dưỡng một cái nơi để người ta đến ta cầu nguyện. Người ta nghỉ ngơi bồi dưỡng về thể xác, về tâm linh. Như anh chị em ở nước ngoài bảo bao giờ xong cha, tôi còn nhớ đăng ký. Được, trong nhà ta còn nhiều chỗ ở. Chúa nói mà lo gì. Bảo bao giờ như thế nào, hỏi Chúa sao hỏi tôi. Đó là công trình của Chúa mà. Đâu phải công trình của con người đâu. Đặt hết tất cả vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình tha thiết cầu nguyện. Như những người ngoại đạo nói, trai có một nơi để chúng con tìm đến mà nghỉ ngơi. Tìm đến mà bồi dưỡng thể xác tâm hồn. Tìm đến để cầu nguyện và xin Chúa chữa lành. Anh em hãy mang lễ ách của tôi và hãy học với tôi. Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường, và tâm hồn sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chỗ nghỉ ngơi. Hãy tìm đến với lòng thương xót Chúa đi. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Hãy đến với lòng thương xót Chúa đi thưa anh chị em. Hãy những ai vất vả, gánh nặng về vật chất, về tinh thần, về gia đình, về vợ con, về chồng con, công ăn, việc làm. Đến với lòng thương xót Chúa đi. Hỡi những người đang tận hiến cho Chúa, gặp những khó khăn, thử thách trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống dâng hiến, với bề trên, với anh chị em, với những người mà mình phục vụ, những khó khăn, thử thách. Chúa nói, đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người đời, đừng cậy dựa vào quyền lực thế gian, mà hãy đến với ta, đến với lòng thương xót của ta. Ta nâng đỡ, bổ dưỡng và chữa lành. Cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh.
Con khinh mên Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chào nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con. Ôi bi tích diệu hiền, thật nhiệm màu ai suy thấu được. Ôi bi tích diệu hiền mà Chúa đã hiến tặng chúng con. Kinh lạy máu nước đã tuôn trào, nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.